Xin chào cả nhà. Mình là với anh Vi lại đi dạo cùng với Sarah. Hello, xin chào. Đây vẫn còn cái cây lá vàng, đẹp không cả nhà? Cây này cái hình dáng lá nó cũng dễ thương ha. Giờ này cũng có nhiều người dắt chó đi dạo nên là mình không có thả Sarah chạy được. Với lại ở đây một bên là đường xe chạy á. Đây một bên là đường xe chạy nè, nên là mình không có thả Sarah chạy tự do được. Cũng còn vài cây lá vàng, còn đa số các cây thì nó rụng trụi lá hết rồi. Bên đây người ta cắt cỏ, người ta không có gom về mà người ta băm cỏ, người ta để tại chỗ luôn để cho đất nó tốt á. Đây, đến đây là cái đoạn sông mà mình hay hái cải son nè. Khúc mé sông này mọc quá trời cỏ, nhìn hoang dã ha. Cái này mình khi mà cỏ cao quá thì mình không có dám đi qua. Ở mé này thì rất nhiều tầm ma đã già rồi nè. Phía dưới kia thì lại có cái mỏm đá mà nó kiểu như là nó nằm ở khoảng giữa sông á. Và dọc cái mỏm đá đó thì lại có nhiều cải son. Nàng Sarah đã bay xuống tới dưới suối rồi đó. Cho Sarah ra bơi lội chút xíu. Hôm nay thì chỉ có 3 độ thôi, lạnh lắm luôn á. Nhưng mà Sarah thì mấy độ nó cũng không có ngán. Ôi, cải son nè. Một tuần mình không ra chỗ này là cải son đã bắt đầu ra bông rồi nè. Năm nay là ăn cải son mệt nghỉ luôn. Hôm nay thì giờ này cũng là 10 giờ rồi nên không có thấy sương mù á. Trời sáng sủa hơn. Đấy, sở thích của nàng Sarah. Chỗ này rau non quá trời luôn nè. Nhưng mà chỗ này hái thì phải mang ủng. Khi nào mà mình xiên mình xách theo ủng á, lội nước hái cũng rất thích luôn. Wow, cái đoạn chỗ này nước sâu ghê luôn nè. Yeah, have give me. Also. Wie kann das sein? Die will den Stein haben. Die denkt, wenn du die hinlegst, ist zu nah am Wasser, sie schafft nicht da rein, ja. Und dann erfindet die nichts. Sarah, rất mê màu đá luôn. Đó. Die kommt ganz richtig. Ja. Đó, lấy chân dậm 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 xem là cục đá nó nằm chỗ nào. Rồi, không biết là có tìm thấy không.
dậm lặn, dậm trúng cục đá rồi bắt đầu mới lặn xuống mò, đem lên thả, chạy xuống. Khi mà ném cục đá này cũng phải cẩn thận, tại vì nó hay chụp á, sợ nhất là nó chụp gãy răng. Rồi không tìm thấy à? À tìm thấy. Tìm thấy cục đá. Yeah. Không nhìn thấy nhưng mà lấy cái chân á dậm xuống. Chỗ này rau cũng còn non nè, mình sẽ cắt một ít chỗ này. Chỗ này thì cũng có một ít ra bông này nè, thì mình sẽ cắt đều để cho nó sẽ lên rau mới. Hôm nay mình không có đem theo dao mà mình đem theo kéo cắt. Đó, thì mình cắt như thế này nè, về rồi mình nhặt lại những cái già thì mình sẽ bỏ đi. Nhưng mà cắt đều để cho nó lên lại cho đều á. Mình sẽ xếp cho nó gọn, xong rồi về nhà mình chỉ cần cắt bỏ cái phần gốc thôi. Đó, chỗ này cũng non quá trời luôn nè. Đây thì những cái cây nó mới lên rồi cả nhà. Đó, cái này là chắc là khoảng 2 tuần nữa là mình hái được rồi. Những cái nhỏ này á, về mình nhặt nó hơi cực, tại vì về thì mình cắt bỏ gốc xong rồi mình nhặt từng cây lại á. Trời, những cái cọng nhỏ xíu này nó lên ngon chưa cả nhà? Nè, mới lên nè, xanh rì, non quá trời non luôn. Cải son bạc ngàn luôn. Bây giờ thì mình sẽ đi về thôi. Xin cảm ơn cả nhà đã xem video. Bye bye cả nhà và xin hẹn gặp lại ở video lần sau. Yeah, goodbye, cheers. Ra lội nước ướt về được lau như thế này là thích lắm luôn này. Mẹ, đẹp bao.